Hôm nay em lại về thêm cho quý anh chị được một ít Samsung Galaxy S21 phiên bản 5G. Đây là phiên bản hai sim vật lý anh chị nhé. Và giá cả thì cực kỳ bình ổn ạ, y chang như những ngày bình thường mà thôi. Ngoài ra thì S21 Plus em cũng về thêm được một ít máy thôi anh chị nhé. Thì cũng là tình trạng là hai sim vật lý luôn, cho quý anh chị thoải mái sử dụng ạ. Ngoài ra thì mã Samsung Galaxy S22 5G em cũng có phiên bản hai sim vật lý cho quý anh chị luôn nhé. S22 Plus 5G ạ, giá thì cũng cực kỳ hấp dẫn và dễ dàng để mà lựa chọn. Note 20 Ultra thì em cũng về được một ít đây, anh chị đã thấy không ạ? Note 20 Ultra được về khá là nhiều ở đây và cũng được hơn chục em nữa để phục vụ quý anh chị. Anh chị đặt hàng liên hệ trực tiếp là 0933 600386 nhá. Xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy, và em là Minh Huy đây. Hôm nay thì em lại lên cho quý anh chị rất là nhiều sản phẩm ở đây và em chúc quý anh chị có một buổi tối xem video vui vẻ nhá. Như thường lệ thì đầu tiên em sẽ lên cho quý anh chị một số mẫu mã lệ trước. Đây là mã Sony anh chị nhá. Nói chung là cũng còn 1-2 cây thôi. Tình trạng máy thì sẽ có cấu hình như sau này. Mã Sony là Sony Xperia X5 Mark 3 anh chị ạ. Phải nói là tổng quan máy móc rất là đẹp ạ. Lưng liếc các thứ thì cũng đẹp, không có xước sát gì nhá. Khung viền các cạnh cũng cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là dòng Sony Xperia X5 Mark 3 này thì có một cái khả năng hoàn thiện cũng khá là ngon, với kính trước sau là kính cường lực Gorilla Glass. Thứ hai nữa là gì ạ? Về cấu hình máy cũng ở mức mượt mà luôn ạ. Màn hình sẽ có một cái màn hình rộng là 6 inch anh chị nhá. 6 inch 1. Độ phân giải màn hình cũng khá là cao, tần số quét 120Hz trơn tru mượt mà này. Em này có viên pin là 4.500, cụm cam phía sau ạ, cũng cực kỳ nét đẹp anh chị nhá. Chức năng ngon lành, máy móc trơn tru. Cấu hình sẽ có là RAM sẽ là bao nhiêu GB ạ? RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, có hỗ trợ trình tự chụp ảnh Photo Pro của Sony anh chị nhá, độc quyền luôn ạ. Và cam phía sau có đầy đủ camera góc rộng này, cảm biến góc siêu rộng này, X1 này. Hỗ trợ zoom chức năng cam cũng đến ngon nhá, giá cả cực kỳ hợp lý ạ. Cam trước em thấy là cũng khá là đẹp và sắc nét đấy chị nhá. Đây cam trước đây và cam sau đều ok nha. Như giá hôm nay hiện tại bên shop Di động Minh Huy ấy chỉ là 5.3 triệu thôi là anh chị đã sử dụng ngay một em Sony Xperia X5 Mark 3 rồi nhá. Cực kỳ đẹp và sắc nét ạ. Đây là màu gọi là màu vàng hồng cánh sen anh chị ạ. Nếu mà anh chị thích màu này thì đặt hàng lên trực tiếp 0933 600386. Nhà em thì có tặng ốp lưng, tặng một bộ sạc cáp siêu nhanh 25W cho quý anh chị ạ. Sony Xperia X5 Mark 3. Dòng Sony thì em đang có Sony Xperia X5 Mark 2 nữa. 5 Mark 2 thì em đang có phiên bản 1 SIM và 2 SIM nhá. Với phiên bản 1 SIM ấy thì giá là 3.790.000 đồng mà thôi. Thì máy sẽ có cũng là đẹp keng này, khung viền thì đẹp len keng sờ beng không một vết xước nào ạ. Màn hình cực kỳ đẹp và sắc nét, cụm cam sáng đẹp, chức năng ngon, mọi thứ hoạt động cũng khá là trơn tru và mượt mà. Xperia X5 Mark 2 sẽ có là viên pin là 4000mAh, cấu hình RAM 8, bộ nhớ 128GB nhá. Chạy con chip đến từ thương hiệu Qualcomm là Qualcomm Snapdragon 865. Cam sau đầy đủ camera góc siêu rộng này, X1, zoom. Nói chung là cam trước cam sau đều đẹp và ở mức là sắc nét luôn đấy chị nhá. Hiện tại mức giá em này thì quá là êm rồi ạ. Và bên shop em bây giờ chỉ là có là 3.790.000 là đã có ngay phiên bản đến từ thị trường ở Nhật Bản nhá. Một SIM ạ, còn hai SIM sẽ cao hơn là 3.990.000 anh chị nhá. Sony Xperia X5 Mark 2 rồi thì nhà em còn có là Sony Xperia X1 X5 Mark 1 nhưng mà hiện tại thì không có hàng ở trên kệ ở đây. Tiếp tục để lên cho quý anh chị dòng Sony Xperia X10. X10 thì hiện tại em đang có dòng Sony Xperia X10 Mark 4 anh chị nhá. Mark 3 cũng có, Mark 2 cũng có này. Thì em lên cho quý anh chị trước con Mark 4. Con này có tình trạng như sau này. Đầu tiên là cấu hình máy sẽ có là gì ạ? RAM sẽ là 6GB, bộ nhớ 128GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 695 anh chị nhá. Chức năng ngon thì nhà em cũng còn một con nữa là hết sạch lô rồi. Thì con này em để quý anh chị mức giá là 3.900.000 thôi. Là đã có ngay một em Sony Xperia X10 Mark 4. Nhìn con máy nó vừa mỏng, vừa nhẹ, vừa gọn thế này thôi, nhưng nguyên pin lại đến là 5000mAh anh chị ạ. Pin 5000 nhá. Cấu hình RAM 6 bộ nhớ 128, chip Snap 695, có hỗ trợ 5G. Camera của máy thì có đầy đủ là cam trước, cam sau cũng ở mức là nét đẹp hết nha. Cam sau thì có đầy đủ là camera X1 này, góc rộng, góc siêu rộng cũng có. Đấy, zoom 10x nhá. Chức năng thì cũng khá là mượt mà và trơn tru. Tầm giá em này bây giờ thì quá là ngon. Màn hình 1 tỷ màu, RAM 6 bộ nhớ 128. Giá hiện tại bên shop Minh Huy là 3.900.000 nhá. Là có một em Sony Xperia X10 Mark 4 rồi, 3.900.000 thôi ạ. Sony X10 Mark 3 này thì shop Di động Minh Huy cũng có nha. Em này tình trạng máy thì cũng ở mức là ngon bộ rẻ luôn ạ. Cấu hình máy thì sẽ có là dung lượng RAM 6, bộ nhớ 128. Màn hình cũng có 1 tỷ màu trên màn hình rồi. Thứ hai đó là thiết kế cũng khá là nhỏ gọn với màn hình 6 inch và có viên pin là 4.500. Em thấy cũng khá là trâu bò đấy ạ. Trong cửa tiền phân khúc em này thì chỉ có 2.800.000 thôi là đã có ngay một em Sony Xperia X10 Mark 3 rồi. Kính trước kính sau đều là kính cường lực Gorilla Glass nhá, và cao cấp luôn, cụm cam cũng sáng đẹp, không thua con đời 4 là bao nhiêu. Giá lại rẻ được khoảng 1.1-1.2 triệu thì em nghĩ là cũng khá là đáng để cân nhắc nhá. Xperia X10 Mark 3 pin trâu, cấu hình cũng khá là ok, màn hình thì cũng nhỏ gọn. Đấy, giá cả êm nhá. Em này hiện tại bên shop em chỉ có bao nhiêu? Hiện tại bên shop em chỉ có là 2.800.000 thôi. Đang có màu trắng và màu xanh anh chị nha.
Ngoài ra thì nhà em cũng có là Sony Xperia X10 Mark 2. Dòng Mark 2 là cái dòng đời thấp hơn hai đời kia nhá, một chút. Con này có RAM 4/64, màn hình cũng 6 inch, nhỏ gọn và xinh xắn thôi. Cấu hình thì khá là ổn rồi. Dung lượng RAM là 4/64 nhá, khung viền cũng rất là đẹp ạ và hoàn thiện rất là chỉnh chu. Anh chị lưu ý này, cái dòng Sony thì con nào cũng như con đấy thôi, kháng nước, kháng bụi ngon lành nhá. Chức năng ngon, mượt mà và tuyệt vời luôn. Thì giá cả rất là êm ạ. Như em này, bên shop em đã để quý anh chị là 2,2 triệu. Con này thì dạng còn 2,1 triệu nhá, viền nó phậy một chút thôi ạ. Dòng Sony thì em cũng còn sương sương từng lấy máy thôi. Tiếp theo đến với dòng LG cho quý anh chị nhé. LG thì hôm nay em đã về được mẫu LG Velvet cho quý anh chị rồi. Và hôm nay thì em về được thêm khoảng 20 em LG Velvet. Và có hai màu, đó là màu trắng và màu đen anh chị nha. Tình trạng máy thì cũng ngon lành như lâu trước hết ạ. Khung viền thì đẹp lên ken spang này. Có cả siêu viền nhá, không có cấn móp, không có xước sát gì. Chức năng thì cứ gọi là tuyệt vời luôn. Các cạnh viền ok nhá. Lưng cũng cực kỳ đẹp ạ. Nếu mà anh chị dùng những con máy mua tại shop Di động Minh Huy ấy thì anh chị có thể là vào YouTube bật cái chế độ màn hình 2K để xem cái video nhá. Video hôm nay là có cái độ phân giải đấy là 4K cơ. Thì anh chị có thể bật lên để xem cái độ phân giải nó nét nhất nhá. Thì có hai màu, màu trắng và màu đen như hình ạ. Màu đen xám và màu trắng như hình. Máy đều là đẹp lên keng xe beng hết nhá. Màu trắng thì cũng ở mức đẹp và sắc nét, màu đen cũng thế luôn ạ. Chức năng thì ngon lành, máy móc thì mượt mà nhá. Đầu tiên sẽ lên cho quý anh chị xem này. Đây. Chức năng ngon lành, màn hình là 6:8, độ phân giải màn hình cũng cao. 6:8 cong tràn hai bên nhá, cạnh bên này cũng cong mép này. Bên này cũng cong mép luôn ạ. Chức năng ngon lành, màn mụn mượt mà. Và camera của máy này, cam trước ở mức là đẹp nhá. Anh chị nhìn qua video thì cũng thấy là rất là đẹp và sắc nét rồi. Cam sau cũng ngon. Mẫu này thì ngày nào bên em cũng có 3-4 đơn anh chị ạ. Ngày nhiều nhất là được 6-7 đơn cái mẫu này, mẫu LG Velvet ạ. Rất là chạy. Camera có đầy đủ góc siêu rộng này. X1 này. Đấy, zoom dụng các thứ đồ, nói chung là hỗ trợ chụp ảnh khá là ngon đấy ạ. Và có cả cảm biến macro, cảm biến tele phía sau nhá. Macro và cảm biến đo chiều sâu nữa. Nói chung là có 3 cảm biến phía sau. Cam trước cũng cực kỳ đẹp và sắc nét. Loa kép nghe nhạc hay. Nói về chút về cấu hình, em này sẽ có cấu hình RAM của máy sẽ là bao nhiêu ạ? RAM sẽ là 6GB, bộ nhớ 128 nhá. Chip 765, hỗ trợ 5G. Viên pin em này là 4300mAh. Phiên bản Mỹ thì đây là phiên bản cũng chỉnh chu nhất rồi, 2 SIM 2 sóng nha. Và tặng ốp lưng, dán màn, sạc cáp, tai nghe đầy đủ hết ạ. Nói chung là miễn phí ship nữa, 3,25 triệu là về đến tận tay quý anh chị rồi. LG Velvet anh chị nhá. Mẫu LG thì nhà em có mẫu Velvet thôi, hiện tại thì còn có Velvet này. Và một mẫu nữa đó là mẫu LG G8. Thì em thấy là mẫu G8 này cũng rất là đáng để lựa chọn trong phân khúc này. Tình trạng máy thì ngoại hình anh chị biết rồi ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Bóc cái này ra này, đẹp len keng xe beng, lưng không có một vết xước nào anh chị nhá. Vân tay thì một chạm, chạm một cái là lên luôn ạ. Khung viền các cạnh em thấy là cũng rất là đẹp. Đây là phiên bản Hàn anh chị nhá. Bản Hàn thì giá thì sẽ nhỉnh hơn bản Mỹ một chút. Bản Mỹ thì chỉ là 2,5 triệu thôi, còn bản Hàn là 2,9 triệu anh chị nhá. Màn hình thì đẹp không màu ám gì ạ, màn hình 6:1, độ phân giải màn hình là 2K, RAM 6 bộ nhớ 128, chip 855 thì anh chị biết rồi, cũng mượt mà trơn tru và còn ngon ngay lành lắm. Máy móc thì mượt mà này. Phía trước là camera trước nhá, độ phân giải cũng khá là ok. Em này thì em thấy có một cái điểm mạnh trên em máy này. Thứ nhất là cấu hình khỏe này, thứ hai là máy móc nhỏ gọn, thứ ba là công nghệ nhiều. Cạnh biến góc rộng, góc siêu rộng cũng có nhá, cam trước cũng đẹp. Lên sẵn 2 SIM 2 sóng rồi ạ, nhìn cái mặt vào cam trước này, rất là nét nhá. Và phía trước còn có một cái cảm biến hỗ trợ quý anh chị là quét cái cảm biến gọi là tĩnh mạch. Em nghe nhà sản xuất giới thiệu là thế. Mở khóa bằng lòng bàn tay, anh chị giơ cái lòng bàn tay trước máy là có thể mở khóa. Thứ hai nữa là loa sẽ là loa siêu âm bên trong nhá. Còn loa ngoài thì là công nghệ loa bông bốc, hỗ trợ anh chị nghe âm thanh vòm to và tốt hơn. Giá cả em này rất là hợp lý, bên shop em là 2,9 triệu thôi. Còn bản phiên bản Mỹ thì rẻ hơn một chút nhá, 2,5 triệu. Cũng có gọi là 2 SIM 2 sóng vật vờ rồi, ngon lành rồi. LG thì em còn có hai mẫu như vậy anh chị ạ, còn có LG V50 nữa và V40 thì cũng còn 1-2 mẫu thôi, thì cũng lên cho quý chị luôn nhá. Trên tay em đây là LG V40 anh chị ạ. V40 thì tình trạng nhiều anh chị cũng biết rồi, còn mấy em cuối lô em thanh lý ở quý anh chị, mức giá thì đúng là sốc ơi là sốc luôn ạ. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, các cạnh vẫn còn rất là đẹp và sắc nét nhá, gần như là len keng ạ. Đây là phiên bản có cấu hình với RAM của máy sẽ có là 6GB, nhớ 64GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 845. Em Huy đánh giá con chip này cũng mượt mà, mạnh mẽ và trơn tru nha. Cam trước này, có đầy đủ là có hai cảm biến phía trước, có góc rộng và góc siêu rộng luôn. Thì anh chị có thể là chụp ảnh bằng góc rộng này và góc siêu rộng nhé, em Huy thấy cũng khá là ok. Cam sau cũng ở mức đẹp và nét nha, có đầy đủ cảm biến góc rộng, góc siêu rộng cũng như ấy là có thêm cả cảm biến tele. Nói chung là cam cụm thì khá là ngon nhá. Giá êm rồi, em này bây giờ với shop em chỉ có là bao nhiêu ạ? Phiên bản Mỹ như thế này thì giá nó chỉ là 2,2 triệu một em thôi anh chị nhá. Hỗ trợ là sạc cáp, tai nghe, miễn phí ship toàn quốc. Và anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp em Huy là 0933 600386 giúp em nhá.
Anh chị đi qua cũng để lại em Huy một like và đăng ký kênh nhá, cho kênh em Huy thêm phần rực rỡ nhỉ. Thì kênh rực rỡ thì em Huy cũng có động lực ra nhiều video đưa đến tay quý anh chị những cái sản phẩm nó chất lượng hơn. Tiếp theo là đến với một sản phẩm LG V50. Thì con này thì tình trạng màn hình ám nhẹ nhá. Giá em này thì cũng rất là êm là 2.6 triệu thôi, RAM 6x128. Anh chị thì cũng biết rồi ạ, V50 sẽ có ra là cấu hình con chip Snap 855. Nếu mà anh chị cứ đi mua máy cứ mua đầu 8 anh chị ạ, đầu 8 là nó cũng thực dạng là mượt mà, hoặc đầu 7 thì đời cao là được nhá. Nhưng 765 cũng rất là mượt rồi này. Đấy, đời 8 này từ 845, 855 trở lên là cũng ngon rồi. Như em này giá là 2.6 triệu thôi nhá, màn hình ám nhẹ một chút thôi. Khung viền các cạnh nó cũng phải phải nhẹ một chút thì em để quý anh chị 2.6 triệu thôi nhá. Cấu hình cao, giá thì hạt rẻ luôn ạ. Tiếp tục thì lên cho quý anh chị thêm một mẫu LG nữa cho xôm nhỉ. Nhưng mà thôi, LG thế là được rồi. Tiếp tục lên cho quý anh chị mẫu Samsung nha. Samsung hôm nay em xin phép là đi từ thấp đến cao. Mẫu này thì siêu nồi đồng cối đá anh chị ạ. Nhiều anh chị không biết là đang dùng cái mẫu này không, chứ siêu nồi đồng cối đá luôn. Trên tay em đây là Samsung Galaxy S8 Active nha. Active là năng động, là thể thao đấy ạ. Và con này thì sẽ có cấu hình ấy là cũng khá là ngon. Thiết kế thì các cạnh được phụ cao su này, giúp chúng ta chống va đập tốt hơn nhá. Nếu mà anh chị thích gọi là lội nước hoặc là dùng những điều kiện khắc nghiệt thì nên mua em này. Cấu hình sẽ có là RAM 4x64, con chip 835 cũng mượt mà mạnh mẽ lắm ạ. Màn hình thì đẹp nhá, 2K, sắc nét không ngổ ám gì. Tất nhiên máy cũ có thời gian thì cũng có những vết xước bé bé rồi. Giá em này để quý anh chị là 2.6 triệu thôi nhá. 2.6 triệu là đã bao gồm phụ kiện sạc cáp tai nghe đầy đủ và miễn phí ship rồi. Cam trước em mới thấy cũng ở mức là đẹp và sắc nét, cam sau cũng ở mức sắc nét và đẹp luôn nhá. Chức năng thì trơn tru, máy móc thì mượt mà, mọi thứ thì cũng ở mức là hoàn hảo. Giá em này là 2.6 triệu thôi nhá, S8 Active. Tiếp tục thì dòng S Samsung ấy thì em cứ lên từ từ nhá. Dòng 8 xong em sẽ nhảy đến dòng 10. Đấy, dòng 10 em có Note 10 này. Trên tay em đây là Samsung Galaxy Note 10 Plus anh chị ạ. Mẫu này thì đúng là siêu bền lành rồi, lành như đất ạ. Hiền ơi là hiền luôn anh chị nhá. Mẫu này thì quá là ok rồi. Hiện tại thì tình trạng máy này lưng rất là đẹp và sắc nét, khung viền các cạnh cũng rất là đẹp. Dòng này là dòng định vị, là dòng doanh nhân cao cấp. Lúc ra mắt thì nó cũng là một mớ tiền đấy anh chị ạ. Anh chị không biết một mớ là bao nhiêu thì em chia sẻ với quý anh chị luôn là lúc ra mắt em này thì sẽ có mức giá ấy, là nó tầm khoảng 26 đến 28 triệu anh chị nhá. Chức năng thì ngon lành, máy móc được trơn tru, mượt mà. Cấu hình sẽ có là RAM 12, bộ nhớ 256GB, viền vỏ còn rất là đẹp nhá. Màn hình ấy thì gọi là đẹp mới keng luôn ạ. Và được bảo hành màn chính hãng là khoảng gần 3 tháng nữa anh chị nhá. Nói chung là màn thì cực kỳ đẹp ạ, zin chính hãng luôn. Siêu nét nè nẹt nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Sẽ có RAM 12, bộ nhớ 256 này. Chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 855. Đây là bạn Hàn thì sẽ chạy con chip Exynos 9825 nhá. Camera thì vẫn là cái điểm mà không ai chê được anh chị ạ. Camera này, cam trước này, nét căng càng càng luôn nhá. Góc rộng, góc hẹp đầy đủ ạ. Cam sau cũng ngon nhá. Nói chung là cam cụm vào dòng này hiện tại vẫn quá là tốt bên shop em rồi. Em đánh giá là vẫn cứ là đẹp, vẫn cứ là ngon. RAM 12, bộ nhớ 256 thì đúng là dùng không biết bao giờ mới hết cái dung lượng của máy. Giá cả thì quá là êm rồi ạ. Em Note 10 Plus này chỉ có là 6.2 triệu thôi. Đấy, bạn Hàn nhá, lên được 2 sim 2 sóng. Nếu mà anh chị cần em lỡ tay em bỏ qua cái dòng 9 anh chị ạ. Nói về cái dòng 9 thì anh chị biết rồi ạ. Mã 9 thì cũng là một cái mã rất là hot on hot luôn ạ. Mã này thì hôm qua em về cũng được một ít thì em cũng bán vơi vơi rồi. Hôm nay cũng về thêm một ít nữa và cũng còn một số em hôm qua. Trên tay em đây là Note 9 này. Em này là phiên bản RAM 8 của nhớ 512. Thì như nhiều anh chị quen máy, thạo máy đã biết ấy, thì em này sẽ có là hai phiên bản nha, RAM 6128 và RAM 8512. Về cái độ mượt ấy thì hai phiên bản nó như nhau, nhưng mà về bộ nhớ thì nó nhiều hơn đáng kể đấy ạ, 512GB nhá. Về cơ bản em này thì em thấy là lưng cũng còn rất là đẹp này, len keng xe đen luôn ạ. Nói chung là phải nói là chủ cũ giữ gìn rất là tốt. Thứ hai là khung viền cạnh trên cạnh bên các cạnh thì nó cũng ở mức gọi là phẩy một chút thôi, chứ nó không xấu quá. Thứ ba nữa là gì ạ? Cấu hình thì bộ nhớ cao nhá, RAM 8 bộ nhớ 512GB thì thoải mái lưu trữ rồi ạ. Và anh chị nếu mà cần một con máy có bộ nhớ cao thì không thể bỏ qua em này với phân khúc tiền rẻ. Con này thì cũng có màn hình nó cũng ở mức gọi là 6 in 3, 6 in 4, 2K. Đấy, ngon lành đẹp đẽ nhá, nhưng mà con này màn hình cũng có lưu hình nhẹ. Thì em quay qua thì chị không biết có thấy không, nhưng mà nó phân màu khá là nhẹ nhá, nhìn cũng nói chung là kỹ tính thì ok, còn nếu mà dễ dễ tính thì quá là thoải mái đúng không ạ. Em này là 3.3 triệu thôi. Đấy, Note 9 nhá, số 1, 512GB. Đến với em Note 9 số 2 cho quý anh chị thì sẽ có là mức giá nó cũng nhịn hơn một xíu ạ. Con này thì lưng cũng còn đẹp này, khung viền thì các cạnh em thấy là cũng gọi là có phẩy nhẹ một chút đấy ạ. Chức năng thì ngon lành, bên em test full phè phè rồi. Màn hình ấy thì em thấy là cũng ở mức gọi là đẹp nhá, gần như là không có ám phân màu nào. Nói chung là màn hình tổng quan là tương đối là nét đẹp. Đấy,
và cong tràn hai bên này, rất là chất lượng đúng không ạ? Nhìn cái máy zin chất anh chị nhìn này chắc chắn là sẽ là mê ngay luôn đấy ạ. Tại vì em Huy thi thoảng cũng mới nhập được những con máy chất như thế này thôi, chứ không phải là cũng nhập được những con máy chất đẹp như này nhá. Và đặc biệt là em này thì Android em thấy là cũng khá là thấp đấy ạ. Đây là phiên bản gì đây? Đây là phiên bản Hàn Quốc nhá. Android thì đang chạy cũng khá là thấp, nói chung là mượt mà lắm anh chị ạ. Hiện tại thì cái dòng Note 9 này thì camera em thấy là vẫn đẹp nét đấy ạ. Cam sau này được chưa ạ? Ngon lành nhá, màn hình 2K luôn ạ. Nếu mà anh chị thích gọi là một con máy thiên về cái trải nghiệm sử dụng và hàng ngày ấy, thì có loa kép nghe nhạc hay này, cam hay, màn đẹp ạ. Như em này giá để quý anh chị là 3,7 triệu nhé, gọi là Note 9 ạ, đầy đủ phụ kiện nhé, máy bán ra đầy đủ hết ạ, có ốp lưng, gắn màn, sạc cáp, tai nghe miễn phí ship ạ. Tiếp tục một em Note 9 nữa này, cũng là 3,7 triệu nhá, lưng đẹp này, khung viền các cạnh thì em này cũng ở mức gọi là đẹp đấy ạ, đẹp hơn em kia nhá. Màn mụn thì em thấy cũng đẹp, kính màn hình này zin được chưa, nhìn qua con máy phát là ưng luôn ạ, cực kỳ chất nhá. Màn hình thì cũng ở mức gọi là tương đối là đẹp, chức năng ngon, giá cả hợp lý 3,7 triệu nha. Note 9, Note 10 ok rồi ạ. Hôm nay em sẽ lên cho quý anh chị thêm nhá. Note 20 nhỉ, Note 20 chắc cũng lên 1-2 em thôi ạ. Chức năng ngon lành này, em này thì dòng Note 20 thì do đặc tính lưng bằng nhựa nên là lưng nó cũng có đôi tí gọi là lấm chấm phe phẩy một chút anh chị nhá. Nhưng mà dòng này thì bây giờ nó cũng thực dạng là ngon bộ rẻ rồi, giá cả nó rẻ hơn cả Note 10 Plus là một. Thứ hai nữa là nó cũng lệch Note 10 ít thôi ạ, không nhiều đâu ạ. Đấy, màn hình thì đẹp, không màu ám phân màu gì, 6:7, khung viền đẹp nhá, cấu hình RAM 8, bộ nhớ là 128GB, con chip 865 thì cũng mượt mà trơn tru rồi. Con này là bản Mỹ, sẽ có 2 SIM, một SIM vật lý, một eSIM, cam trước đầy đủ này, góc rộng, góc siêu rộng cũng có nhá. Cam sau cũng đẹp và sắc nét ạ, 0.5, X1, zoom 30x, nói chung là cam cũng cũng ngon lành mượt mà. Giá cả em này cũng rất là êm rồi ạ, bên shop em hiện tại cho một em Note 20 5G này là 5.200.000 đồng. S20 5G nhà em cũng có nha. S20 5G là một mẫu máy có cái màn hình nét nhất của thế giới Android anh chị ạ. Phải nói là thế giới Android thì hơi quá, nhưng mà nét nhất của Samsung thì đúng là chuẩn luôn. Tại vì cái mật độ điểm ảnh nó hơn 500 ppi, màn hình nó có 6:2 nhưng mà lại có độ phân giải 2K anh chị nhá. Tần số quét 120Hz cũng mượt mà này, cấu hình RAM 12, bộ nhớ 128GB, con chip Qualcomm Snapdragon 8565 nhá, cũng mượt mà trơn tru đấy ạ. Chức năng ngon, máy một SIM ạ, và mọi thứ hoạt động trơn tru, cụm cam sáng đẹp này, chức năng ok nhá. Camera phía sau đẹp và sắc nét ạ, hỗ trợ zoom lên đến là 3x, cam trước cũng cực kỳ đẹp và ok luôn, giá cả hợp lý ạ. Như em này bên shop em thì chỉ có mức giá là 4,6 triệu, đang giảm còn 4,5 triệu cho quý anh chị nha. Tặng sạc cáp, ốp dán đầy đủ ạ. Mã S20 Plus nhà em cũng có hàng rồi, đây là mẫu phiên bản Mỹ nha, sẽ có RAM 12, bộ nhớ là 128GB, chạy con chip 865 cũng mượt nha. Em này thì màn hình cũng ở mức gọi là đẹp, không màu ám, không phân màu gì ạ, màn hình cực kỳ nét đẹp nhá. Chức năng ngon, RAM 12, bộ nhớ 128, nói chung là một con máy không có điểm trừ. Con này thì lưng thay mới nhá, nhưng mà cũng là lưng zin thôi, đẹp như zin không khác gì cả. Thứ hai nữa là màn hình vẫn nét đẹp ạ, chức năng cam thì ngon, 0.5x1 zoom này, nói chung là cam trước cam sau đều ok hết ạ, zoom 3x cam sau nhá. Cam trước cũng đẹp ạ, giá cả êm, tặng đầy đủ phụ kiện, em này thì đang sale còn 4,9 triệu thôi, 4,9 triệu nhá, S20 Plus ạ. S20 Plus rồi thì em có là S20 Plus nữa này, con này là phiên bản Hàn Quốc nha. Cái lưng này thì lau một cái là sạch thôi anh chị ạ, lau cái thì sẽ sạch thôi, tại vì đây là cái keo băng dính đấy ạ. Đấy. Rồi, lau qua cái là đúng là đẹp, mướt mượt mượt đúng không ạ? S20 Plus đây là phiên bản Hàn Quốc nha, RAM 12, bộ nhớ 256, cấu hình thì ngon rồi, con chip Qualcomm 865 cũng mượt ạ, giá cả hợp lý, em này một SIM nha. Đấy, RAM 12, bộ nhớ 256 nhá, máy zin đẹp ạ, lưng đẹp, màn hình đẹp không ồ ám gì, chức năng ngon mượt. Nếu mà anh chị thích một con máy có tầm tiền vừa vừa, cam đẹp, cấu hình cao, giá hợp lý thì có thể chọn em này nhá. Tầm em này thì sẽ có RAM 12, bộ nhớ 256 rồi. Đấy, cùng cấu hình với là S20 Ultra, Note 20 Ultra. Đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Giá 5,5 triệu, tặng ốp lưng, dán màn, sạc cáp, tai nghe. Xin lỗi là sạc cáp nhé, sạc cáp siêu nhanh 25W ạ, không có tai nghe. Mã này không có tai nghe nhá. Tiếp tục thì giới thiệu quý anh chị thêm cái mã S20 FE. Cái mẫu máy mà cũng thực dạng là ngon, bộ rẻ bền lành đấy ạ. Mã này thì em cũng về được răm em ạ. Nói chung là khung viền các thứ thì đẹp nhá. Viền thì đẹp, len keng xe beng, không có vết mũi đốt gì đâu ạ. Con này thì đúng là gọi là cụa hiếm hàng thừa. Em phải vệ sinh qua một chút, lau qua cho nó sạch sẽ thì anh chị xem sẽ có cái nhìn công tâm nhất ạ. Đây, khung viền cạnh trên thì cũng cực kỳ đẹp ạ. Đấy, dường như là không có một chút cấn móp nào. Đấy, và còn siêu viền nhá, siêu ni lông này. Cạnh bên cũng còn ni lông này, cạnh dưới cũng còn nguyên ni lông bên dưới ạ. Cạnh bên này thì cũng rất là đẹp, không có sức sát gì. Viền thì phải nhẹ một xíu ở viền thôi. Giá là 4,5 triệu nhá, RAM 6, bộ nhớ 128 ạ, cực kỳ đẹp. Cụm cam sáng đẹp, màn hình đẹp không ồ ám, không phân màu gì, 6:5 anh chị nhá. Camera này sẽ có là cam sau góc siêu rộng 0.5x1, zoom lên đến là 3x nhá. Cam trước cũng ở mức là
đẹp và sắc nét, giá cả cực kỳ êm ạ. Hiện tại bên em có sản phẩm này có mức giá là 4,5 triệu thôi. RAM 6 GB 128 nhá, S20 FE ạ. Nhà em thì chị giao dịch duy nhất qua tài khoản là 0968104464 Vietinbank và MVBank anh chị nhá. Anh chị lưu ý giúp em ạ, lúc chuyển tiền cọc thì cẩn thận giúp em. Thứ hai nữa là đây là con dòng 21, trên tay em đây là S21 5G nhá. Thì em đang có là phiên bản Việt Nam chính hãng iSIM thì cũng gọi là hiếm lắm mới có anh chị ạ. Chứ không phải là lúc nào cũng có. Đấy, thì lau qua một chút cho nó sạch sẽ. Về khung viền các cạnh thì em thấy là cũng còn rất là đẹp anh chị ạ. Rất đẹp ạ. Và giá thì em nói thật với quý anh chị luôn là để tìm phiên bản Việt mà có mức giá tốt như thế này thì đúng là khó hơn lên trời. Đấy là thật lòng mà nói luôn ạ. Tại vì bản Mỹ em bình thường em bán 5,6 triệu, 5,7 triệu rồi. Thì đây là bản Việt nhưng giá chỉ 5,7 triệu thôi ạ. Có một đôi nhá. Một đôi hàng chính hãng và 5,7 triệu thôi ạ. Như em này thì màn hình vẫn còn miếng dán màn hình chính hãng này. Đấy. Và sẽ có hai SIM vật lý ấy, chị nhá. Màu đen ạ. Hai SIM vật lý và có ghi âm cuộc gọi. Đang chạy Android 14 rồi ạ. Chức năng ngon lành nhá. Cam sau nét đẹp 0.5x1. Zoom mình đánh là 30x này. Cam trước cũng ở mức khá là đẹp và sắc nét nhá. Mọi thứ thì cứ gọi là trơn tru và mượt mà luôn ạ. Cam trước này đẹp, cam sau ok nhá. Giá cả em này hiện tại bên shop em ấy là 5,7 triệu thôi. Vẫn được tặng ốp lưng này, dán màn hình, sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W cho quý anh chị và tất nhiên là vẫn hỗ trợ quý anh chị miễn phí ship nhá. Màu đen ạ, có màu đen và có cả màu tím ấy chị nhá. Màu tím thì em Huy cũng có giới thiệu qua video rồi. Đấy. Màu tím đấy ạ. Thì thi thoảng cũng có những con gọi là về ấy, máy vẫn là zin rất là đẹp nhá, nhưng mà cái lưng này thì không may ấy, nó bị keo lâu ngày nó hở ra thì bên em vẫn dán lại bình thường nhá. Những cái này là những cái bình thường trên máy thôi. Tại vì dòng Samsung anh chị biết rồi ạ, thì con nào nó cũng có xác suất hở lưng khá là cao. Thì em dán lại bình thường nhá. Máy vẫn là zin đét này, được chưa? Viền vỏ đẹp ạ. Hiếm nhá, siêu hiếm luôn ạ. Hai em này nếu mà em bán đi với mức giá này thì em cũng không thể nhập lại với mức giá tốt hơn được nữa cho quý anh chị, nhất là trong thời điểm này. Tiếp theo nữa thì dòng 21 Plus em có một em ở đây, lên cho quý anh chị xem luôn nhá. Hiện tại thì máy Mỹ em cũng có, nhưng máy Mỹ hiện tại giá thì nó cũng bình ổn thôi, chứ nó cũng không tốt. Đấy, thì em để cho quý anh chị một con máy Việt nhá. RAM 8 GB 128, máy 2 SIM 2 sóng ạ, giá cả cực kỳ êm nhá. Con này thì khung viền nó cũng gọi là không cần móp gì, nhưng mà nó cũng gọi là bay bay sơn, lấm chấm thôi. Bay sơn lấm chấm thôi, chứ cũng không cần bóp gì ạ. Lưng thì cũng khá là đẹp. Tất nhiên là vẫn có vài cái tí lấm chấm của bụi nha. Bụi thì nó dính vào ốp, nó dính vào hằn vào lưng. Còn lại thì màn hình đẹp nhá, kính không xước sát gì ạ. Màn hình zin đẹp, không màu ám, không phân màu gì. Cấu hình của máy thì sẽ có là RAM 8 GB 128 nhá. Con chip Qualcomm Snapdragon 888 cho bản Mỹ. Còn bản Việt thì nhiều anh chị em thích vì con chip K2001 nó cũng mát mẻ hơn. Đấy là chia sẻ với quý anh chị như vậy. Camera của máy này, cam sau cũng nét đẹp ạ, 0.5x1 này. Zoom 30x nhá. Nói chung là cam cũng nét rồi, cam trước cũng đẹp rồi. Giá cả em này thì em để quý chị chỉ là 6,2 triệu thôi. 6,2 triệu là một mức giá rất là hấp dẫn đấy ạ. Bình thường em bán là khoảng 6,6 triệu. S21 Plus ạ. S21 Ultra nhà em cũng có nha. S21 Ultra thì em cũng có một em này. Em này thì là cũng là bạn chính hãng Việt Nam, 2 SIM 2 sóng luôn. Quả thật thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tối ưu cho anh chị mà không thích dùng S22 Ultra tại vì thiếu tiền. Tại vì con này thì cấu hình nó quá là ngon rồi, không khác gì S22 Ultra cả. Nhưng mà giá nó cả lại êm nhá. RAM 12 GB 128 này. Đấy, giá 8,6 triệu thôi ạ. Lưng còn đẹp nhá, cụm cam sáng đẹp, người ngợi luôn. Khung viền các cạnh nó cũng không cấn móp gì đâu ạ. Nó có đôi tí phe phẩy một xíu thôi. Gọi là đôi tí lấm chấm một xíu chứ không, gần như là đẹp leng keng luôn, nhưng mà có vài tí lấm chấm bụi nhá ở viền. Đấy, còn màn hình thì đẹp nhá, đẹp nét không xước sát gì, không ồ ám phân màu gì. Em này em để quý anh chị mức giá là 8,6 triệu thôi ạ. Bạn chính hãng 2 SIM 2 sóng nhá. Anh chị lưu ý giúp em này, đây là bạn chính hãng 2 SIM 2 sóng thì giá em bán cũng bằng bạn Mỹ một số nơi thôi ạ. Tặng ốp lưng dán màn. Xin lỗi anh chị là sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W nhá. Tặng đầy đủ ạ. Miễn phí ship toàn quốc. Em này là S21 Ultra 8,6 triệu ạ. Tiếp theo đến với quý anh chị một em S21 Ultra phiên bản Hàn Quốc này. Lưng cực kỳ đẹp ạ. Đây là siêu viền anh chị nhá, ni lông viền này. Thì mình bóc ra thì nó sẽ đẹp hơn đấy ạ. Đây là ni lông viền nhá, bóc ra thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ nhá, bóc ra này. Đẹp, bóc ra là keng nhá, đẹp keng ạ. Được chưa? Thì viền cũng có đôi tí lấm chấm bên dưới một chút thôi. Lưng cũng đôi tí lấm chấm gọi là bụi anh chị ạ. Chứ còn lại thì đẹp hết ạ, chức năng ngon, màn mụn đẹp, không ngủ ám, không phân màu gì ạ. Máy móc ngon lành mượt mà. Giá cả em này cực kỳ yêu. Hiện tại bên shop Di động Minh Huy để cho quý anh chị là 8,6 triệu nhá. S21 Ultra. Thứ ba nữa ạ, em lên cho quý anh chị một con 22 đi. Dòng 22 em đang có là 22 Plus này. Thì em cũng còn vài cây thôi. Trên tay em đây là S22 Plus ạ, mức giá là 7,6 triệu thôi là đã sử dụng nó rồi. RAM 8 GB 128, máy 2 SIM 2 sóng nha. Màn hình cũng ở mức là đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Nhưng mà ở đây thì có bị ố một xíu này. Đấy, một xíu ố ở mép viền một xíu xíu thôi. Mình nhìn qua video không thấy đúng không ạ? Và giá rẻ như S22 nhỏ thôi ạ. Đây là S22 Plus nhá. Nhưng mà rẻ nhất S22 nhỏ đó là 7,6 triệu. S22 Plus 5G ạ, máy 2 SIM và 2 SIM 2 sóng có ghi âm cuộc gọi ạ. RAM 8 GB 128 anh chị nhá. Cụm cam thì sáng đẹp nhá.
Nói chung là chức năng ngon lành mượt mà hết ạ. Chỉ là máy nó hơi cũ một chút thì em bán giá rẻ thôi. À, rẻ hơn bình thường khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2, 1 triệu 3 đấy ạ. Nói chung là cũng đáng để cân nhắc anh chị nhé, 7 triệu 6 thôi. À, còn nếu mà anh chị thích máy đẹp hơn đấy ạ, thì lấy cho em con máy này nhá. Con máy này là đẹp hơn này, giá là 8 triệu 3 nhá. À, RAM 8 cũng là bộ nhớ 128, lưng đẹp này. À, màn hình cũng đẹp ạ, kính đẹp, chức năng cũng ngon lành, à, màn cũng ok nhá, mọi thứ đều ngon lành mượt mà cả. Cụm cam sáng đẹp hết ạ. Giá em này để quý chỉ là 8 triệu 3. Ở hôm nay thì em cũng thu khách được một con Note 20 Ultra. 20 Ultra thì em có một con thu khách được mức giá cũng khá là ngon. À, chỉ là 6 triệu 6 thôi. Đây. Lên cho quý anh chị Note 20 Ultra này nhá, bạn Hàn. RAM 12 bộ nhớ 256, giá để quý chỉ là 6 triệu 6 máy trần nhá. Lưng thì cực kỳ đẹp và nét ạ. Khung viền em thấy là cũng ở mức gọi là cũ đẹp nhá. Có đôi tí lấm chấm thôi chứ còn ở mức cũ đẹp. Màn hình thì nó cũng gọi là tương đối là đẹp nhá, không mù ám phớt màu gì, nhưng mà viền màn thì nó hơi gọi là hơi già một xíu rồi, rất là bé rồi. Mình nhìn video cũng không thấy được đúng không ạ? Nhưng mà em Huy vẫn báo rõ nhá. Thu khách bao nhiêu thì em bán ra quý anh chị mức giá lệch một xíu thôi ạ. Em này thì chưa phụ kiện nhá, RAM 12 bộ nhớ 256GB, giá là 6 triệu 6 thôi ạ. Chức năng ngon nhá, vẫn là rất là ngon lành ạ. Cam trước nét đẹp này, cam sau vẫn đẹp nét, góc siêu rộng, X1 zoom cũng ngon nhá. Còn những con máy mà đẹp hơn một chút ấy thì em sẽ bán cao hơn tầm 1 triệu. Như em này là 7 triệu 9 ạ. Máy đẹp, màn hình đẹp không ngố ám nhá. Hoặc là những em màu đồng đẹp hơn một chút nữa thì nó cũng tầm tầm đấy ạ, 7 triệu 9 đến 8 triệu 2. Anh chị đặt hàng lên trực tiếp 0933 600386 giúp em nhé. Video hôm nay em xin phép được kết thúc tại đây ạ. Chúc các quý anh chị có một buổi tối xem video vui vẻ. À, và lương về thì anh chị cũng biết tiêu gì rồi đấy. Đấy, mẫu máy rất là nhiều nhá, anh chị có thể xem qua một chút ạ. Mẫu máy nhà em rất là nhiều ạ và phù hợp cho quý anh chị để mà lựa chọn một cách sớm nhất. Đấy, rất là nhiều mẫu máy ở đây cho quý anh chị nhá. Ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm hàng thanh toán ạ. Di động Minh Huy, hàng tốt, giá hợp lý.